chương không một. Thật. Trang bức bị sét đánh, cầu cất giữ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vạn kiếm tông, vân đỉnh phong phía trên. Một cái thông dài thân ảnh tại dưới ánh trăng gác tay mà đứng, màu đen tóc dài bị thổi bay phất phới. Cái này mặc trường bào màu trắng, phong thần tuấn lãng thần tuấn lãng, mày kiếm tinh mâu nam tưởng như là theo trong tranh đi ra trích tiên đồng dạng khí chất phi phàm. Tuy nói tiên hiệp thế giới phong thần tuấn lãng người không biết bao nhiêu, nhưng là cái này nam tử tuyệt đối là độc nhất vô nhị, tướng mạo khí chất đều là xuất chúng nhất cái kia. Người bình thường chỉ cần thấy được hắn bề ngoại, cũng đã đem tiên nhân bộ dáng khắc ở trong ốc. Tô Trường Chu nhìn lên trời bên cạnh Hiểu Nguyệt rơi vào trầm tư. Hắn xuyên qua đến cái này thế giới trò chơi đã hơn 200 năm, về phần tại sao xuyên qua, cái kia còn đến theo cái kia mây đen gió lớn ban đêm nói tới. 200 năm trước, đại đạo cái này giả lập hiện thực trò chơi hoành không xuất thế, hấp dẫn vô số người chơi, mà Tô Trường Chu tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Chơi mấy tuần về sau, tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, hắn ngủ một giấc tỉnh liền đi tới cái thế giới này. Không có xe hàng cũng không có tiểu nữ hài, cứ như vậy không đau nhức xuyên qua đi qua. Bởi vì kiếp trước không cha không mẹ, cũng không có cái gì thân nhân người yêu, chỉ là cái phổ thông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đỉnh cấp phú nhất đại cho nên ngoại trừ kia không dùng hết tiền cũng không có cái gì tốt lo lắng mặc dù vô số tiền vàng không có kế thừa tới nhưng đi theo hắn xuyên qua tới còn có ba cái tiên thiên khí vận tiên nhân chi tư cam mỹ lực là tối cao hạng mức cao nhất duy nhất trời sinh kiếm thể cam kiếm đạo tư chất đỉnh cấp duy nhất thiên tư thông minh cam ngộ tính đỉnh cấp duy nhất tại cái này đại đạo bên trong mỗi người ít nhất có thể đánh một cái tiên thiên khí vận nhiều nhất có thể đánh ba đầu người bình thường chơi cái này trò chơi trên cơ bản đều là một cái tiên thiên khí vận bắt đầu dù sao muốn đánh ra hai đầu thậm chí ba đầu tiên thiên khí vận là cần tuyệt đối âu hoàng khí vận hoặc là dùng đại lượng tiền đập xuống kia chớ đừng nói chi là ba đầu đều là đỉnh cấp tiên thiên khí vận nhưng muốn dùng tiền đập lời nói người bình thường căn bản đảm đương không nổi bởi vì đánh một lần phí tổn là 100 vạn, đó cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên giá cả. Mặc dù 100 vạn đối với người bình thường tới nói rất nhiều, nhưng là đối với Tô Trường Chu tới nói lại là mưa bụi mà thôi. Tay hắn tức cũng không tính quá tốt, nhưng là thắng ở nhiều tiền đến xài không hết. Cho nên hắn bỏ ra một tuần thời gian, đánh hơn vạn lần, trọn vẹn hao chục tỷ tư kim, rốt cục đánh ra ba đầu tranh xác định cấp tiên thiên khí vận bởi vì cái này ba cái tiên thiên khí vận hắn dùng hai trăm năm thời gian cũng có được thực lực không tệ trời sinh kiếm thể cùng thiên tư thông minh đều là cực kỳ ưu tú tiên thiên khí vận chỉ có tiên nhân chi tư cái này tiên thiên khí vận nhường hắn có chút phiền não bởi vì cái này vô tận mị lực nhường hắn đi tới chỗ nào đều có thể trở thành toàn trường tiêu điểm nguyên bản hắn mới vừa xuyên qua tới cái này nguy hiểm tu tiên thế giới thời điểm coi là có được cái này tư sắc khẳng định phải đi đến nhân sinh đỉnh phong dù sao mình chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có cái gì chỗ dựa, quan trọng hơn tự mình dạ dày không tốt, cũng chỉ có thể dựa vào cái này bề ngoài đi lăn lộn miệng cơm chùa ăn. Nhưng là tu luyện một đoạn thời gian về sau, hắn phát hiện cái này tự mình thiên kiếp có chút kỳ quái. Như thường tu sĩ theo đột phá cũng chỉ có một đạo thiên kiếp thậm chí là không có thiên kiếp, nhưng hắn lần thứ nhất đột phá cũng là bị chính đạo thiên lôi cho mãnh liệt bổ dừng lại. Nếu không phải hắn căng cơ vững chắc, Đồng thời kim tu nhục thân, hắn chỉ sợ tại lần thứ nhất độ kiếp thời điểm liền bị đánh thành tro. Trải qua mấy lần giả thiết cùng nếm thử về sau, hắn rốt cục phát hiện tự mình thiên kiếp mạnh yếu cũng không phải là xem thiên phú cao thấp, mà là càng là khoa trương phách lối liền sẽ bị thiên kiếp đánh cho càng hung ác. Khi chính thời điểm mỗi lần trang bức cũng bầu trời đều sẽ bắt đầu thiên lôi cuồn cuộn, liền xem như ngày nắng yên nguyên như thế. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì tự mình là thiên tuyển chi nhân là thế giới này chân chính nhân vật chính mới có thể đang trang bức thời điểm có cái này đặc hiệu nhưng là bị thiên kiếp cho mãnh liệt bổ mấy trận về sau hắn liền phát hiện cái này căn bản không phải cái gì nhân vật chính đặc hiệu mà là tự mình thiên kiếp nặng số không ngừng đang gia tăng báo hiệu biết rõ cái này thiên đạo quy tắc về sau tính cách của hắn liền trở nên càng phát ra trầm ổn bắt đầu cẩn thận bởi vì lần thứ nhất hắn thiếu chút nữa bị thiên kiếp cho đánh chết nếu là lại đến mấy lần lời nói hắn không thể bảo đảm mình sẽ ở thiên kiếp dưới sống sót. Coi như hắn có năng lực tại cái này cửu trọng thiên kiếp bên trong sống sót, hắn cũng sẽ không đi lựa chọn cao nhất độ khó, vẫn như cũ cẩn thận trầm ổn. Dù sao có thế đơn giản điểm đột phá không cần thiết cho mình gia tăng độ khó, nếu là một cái không xem chừng mất mạng, vậy liền thiệt thòi lớn. Mà trở nên nội liễm cùng cẩn thận hắn cũng thành công đem tự mình đột phá thiên kiếp theo cửu trọng xuống tới tứ trọng, mà cái này thêm ra tới tam tứ trọng hắn thử qua các loại phương pháp cũng không hạ xuống được thẳng đến có một ngày hắn đứng tại trước gương thời điểm mới đốn ngộ nguyên lai cái này thêm ra tới mấy tầng thiên kiếp hoàn toàn là bởi vì hắn cái này tiên nhân chi tư gây họa cái này soái liền thiên đạo cũng đố kỵ gương mặt chính là kẻ cầm đầu bởi vì dịch dung cũng không thể chống đỡ được hắn cái này bề ngoài và khí chất nhường hắn rêu rao không gì sánh được cho nên hắn mỗi lần đột phá cũng chỉ có thể ngành kháng tam trọng thiên kiếp bất quá hắn trải qua tính toán cái này tiên nhân chi tư cũng chỉ có thể cho hắn gia tăng lưỡng trọng thiên kiếp còn lại nhất trọng hắn vô luận như thế nào cũng không tìm tới là từ đâu xuất hiện có thời điểm còn có thể sẽ thêm ra lưỡng trọng hắn đều đã có chút hoài nghi là cái nào ma cà bông tại tính toán tự mình bất quá cũng may hắn thiên phú không tệ ba tứ trọng thiên kiếp vẫn có thể ngăn cản được đối với mình cái này thiên đạo quy tắc tô trường chu cũng có chút không có lực lượng chửi bậy liền không biết rõ những người khác độ kiếp quy tắc có phải hay không cùng tự mình kia độ kiếp quy tắc như vậy kỳ hoa. Vì cái gì tự mình đồ đề kia như thế phách lối thiên kiếp nặng số ngược lại thấp hơn. Mọi người mau nhìn, đây chính là nhóm chúng ta vạn kiếm tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Tô Sư Huynh. Tô Sư Huynh tại hơn 100 năm trước liền đã đột phá kim đan cảnh, hiện tại Tu Vi càng là sâu không thấy đấy. Tại vân đỉnh phong chân núi, một cái nhìn 18 tuổi mọc ra một đôi đáng yêu hổ nha áo trắng thiếu nữ chính cùng trong tông môn mới nhập môn sư đệ sư muội giới thiệu nói. Nếu như nhìn kỹ, nàng kia như là tơ liễu eo nhỏ trên treo một khối giống như tô trường chu thể bài. Tô sư huynh rất đẹp trai a. À? Đây chính là tiên nhân sao? Không biết rõ tô sư huynh thiếu hay không song tu đạo lưỡng. Ta cũng muốn trở thành tô sư huynh dạng này kiếm tu. Đệ tử mới nhập môn thấy cảnh này cũng bị chấn động đến, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tiên khí người. Ngày mai ăn cái gì tốt đây? Linh quả cảm giác đều muốn chán ăn. Đứng tại Vân đỉnh Phong Tô trường Chu Phiền muộn nghĩ đến. Từ với tu sĩ ăn đồ vật trên cơ bản đều là không có cái gì hương vị, ăn hơn 50 năm linh quả hắn bây giờ nghĩ đến linh quả cũng có chút khó chịu. Cường giả luôn luôn cô độc, mọi người thấy tô sư huynh kia cô đơn tịch mịch thần tình sao? Cái này áo trắng thiếu nữ hơi kích động nói. Đêm trăng tròn, vân đỉnh chi đỉnh. Đây là tự mình sư phó đã từng nói tốt nhất trang bức thời cơ, tự mình sư phó hiển nhiên là muốn trang bức. Nàng đều không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng gặp qua tự mình sư phó đứng tại cái này vân đỉnh chi đỉnh, tự đến kỹ số đều đã có trên trăm năm đệ tử mới nhập môn nhìn xem kia như là trích tiên đồng dạng cùng thế gian không hợp nhau nam tử, cũng không khỏi tự chủ gật đầu. Ai muộn như vậy còn tới chỗ thi triển vi phong thuật. Bị cái này gió nhẹ lướt qua tô trường chu tóc đen theo gió mà động, quần áo theo gió mà bày, nguyên bản liền tiên khí bồng bềnh hắn hiện tại tăng thêm tiên khí. Cảm giác được cái này vi phong thuật hắn ngược lại là có chút hoài niệm, cái này vi phong thuật trước đó cũng coi là hắn sở trường tuyệt chiêu bất quá bây giờ cũng kém không nhiều hơn 100 năm chưa bao giờ dùng qua, trước đó hắn thế nhưng là mỗi ngày đều mở ra cái này pháp thuật. Nếu như hắn bây giờ có thể nhìn thấy đồ đệ mình linh khí giá trị lời nói, liền có thể phát hiện cái này gia hỏa linh khí giá trị không ngừng mà tại một. Theo gió nhẹ thổi qua tới một mảnh lá cây hướng phía tô trường chu lướt tới, bất quá cây này lá sắp bay tới trên người hắn thời điểm lập tức liền bị hắn đem hái xuống. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian lại không như vậy người. Nhìn thấy tự mình sư phó cái này nắm tin trích nguyệt động tác về sau, cái này áo trắng thiếu nữ lập tức sụt sôi nói. Về phần kia phiến lá cây, tự nhiên là bị nàng không để ý đến cái này thời gian, cảnh tượng này, cái này thần sắc, động tác này. Hoàn toàn cùng với nàng lần thứ nhất nhìn thấy sư phó thời điểm như đúc đồng dạng. Là lúc tuổi nhỏ nàng trực tiếp bị câu này tử cho khảm vào linh hồn thật lâu không thể tự thoát ra được, chớ đừng nói chi là những này đệ tử mới nhập môn. Những đệ tử này nghe được cô gái mặc áo trắng này về sau, toàn bộ cũng như bị sét đánh, khiếp sợ tột đỉnh. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Có thể làm được loại trình độ này chỉ sợ chỉ có tiên nhân rồi đi. Vậy cái này Tô Sư Huynh Tu Vi chỉ sợ đã đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Tại vân đỉnh chi đỉnh Tô Trường Chu nhìn xem đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn bầu trời không từ cái chiến tranh lạnh, lập tức biến mất tại vân đỉnh phong đỉnh núi tự mình cái này thiên kiếp tại sao lại mạnh lên xem ra vân đỉnh phong cái này địa phương không thể lại đi mỗi lần đứng tại phía trên coi như không hề làm gì cũng có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác quả thực là cái lịch sử đen tối căn cứ trước đó hắn cơ hồ mỗi ngày cũng chạy tới nơi này trang một cái cao thâm nhưng là hiện tại hắn có thể hoàn toàn không có ý tưởng này dù sao giả bộ một cái chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn khó giữ được nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, ốc, trôn, gobin, minotaur, người cá, người lùng hobbit, người lùng đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như suốt bút đều có. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.